Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết mà ba đừng nơi tận tay già xin đi nghỉ. Ngày thiết giảng những thân này đã chứ những lệnh tràng tâm ơ tử khỏi gian. Thầy chỉ thầy không tựa không nhờ không ai ngủ tội ta bà tư lắm thầy cũng thế người đẩy thân. Tỉnh tỉnh nhiên để mau lên giường về nó tay xương tập tạ
cháu nói mà tất cả cái thời gian này có cái gì còn phải cho một đôi là cháu mới ăn được cái buồn. Cháu nói cái tuổi mình nhận luôn ha, cháu đánh mình tỉnh người ta đưa mình qua bên nhà, bên phòng bên biển đó gì đâu nhưng mà hàng ngày là có cả mãi nó tính nó giúp mình có cửa có tiền đi chơi xe nó tao cho hết. Thầy về ưu tiên mà em được đặt cửa được thầy. Thầy tiên ta Phật Pháp thì bây giờ mà thầy nói là cái đồng tại gì em? Đi cấp đó cho giàu có tiền có cửa nữa được lộn tiếng lộn tiếng thì được ta còn người mua tám nay tao đấy phải lộn tâm nghe không nhất định được tất cả các bà cái tử rồi đó còn người tham gia nó có tiền mà cầm quá hay là lộn tâm là tiền tay này nó nói cái đây nè em mất cái đề la cái cấp nhất thì mình tay nó phải có để nhận để nó cũng được nhưng mà không có làm để mình tính tấn mà đừng nói tấn là tiền của người ta đó nói cái người làm của mình là người đã người này ra người khác thì tôi nói không tôi tự chính cho mình biết vô tay thì tất cả người tử mình đây không có tẩy nữa đâu ha ráng bỏ cái tẩy lại đó ngày tiếp đó rồi mình ráng lại tôi bỏ để xây dựng cái đàn nóng nước Việt Nam tôi đây đóng tắm cho đất nước tôi ha cái gì tôi lên tẩy đó thì mình thay đó tôi ta mình dọn hơn nước Mỹ nước Pháp nữa là tẩy đó hồi đó nước tẩy đó đâu nước nữa hồi đó giờ tôi đóng tắm đóng nước Việt Nam mình còn tiểu tiến ha rồi tôi mình thay đó má đó ha đóng đàn đóng biển đóng châu rồi đó không à để mình đi lại tôi má chơi đi với tẩy cái đóng đường ha là tẩy một tàu rất đi bây giờ đi tôi có tấm tiền con vàng ủi chết rồi nè mà ta thấy đền đời thôi mới đi một đi nè đi ủi đi đất đi ép nè đi mỹ đi pháp trời ơi muốn đi hồng răng rồi lắm đi bây giờ này ở nhà nó nghe tôi hỏi luôn đó một tay là người đứng việt nam mình còn tấm tóc còn tại sao tấm tóc lên nó đi mà tẩy lên nó chụp hình nha nghe mà tao đóng biển nhanh chơi mà dạng ăn rất thấy được là trời đông nam đều chưa đã muốn nhanh chơi đó nghe nói anh đầu tiên ông tắm hai làm cả hai đầu tiên tắm bảy núi vàng đầu tiên đất đất trời thành tâm đầu tiên vợ lại ta trần à đầu tiên cậu phải gồng gồng é mi đầu tiên lãnh nhận phải đi đầu tiên cậu thấy thời kỳ nguy nê nó hỏi vậy cho bà tự nghe đó thì nó hỏi tại chị cho nó vậy cô nói vậy thì cô nói không nhưng mà gió chứ lặng mấy chứ người ta đang dính đầu sáng mất cho các bà tự nghe về cái này tại luôn nha tâm thanh tịnh là đầu đầu đó chứ không có nói vậy thì đầu đầu cũng đang ở vậy phải không tao nói thanh tịnh là đầu đầu tao nói tiếng mà đó nghe lúc nào không động không tịnh không tăng không giảm không tới không tỏ gì hết trơn á rồi mình làm để có tật xấu cho mong muốn đã hết trơn người bạn hẹn có cung cấp đầy tử đầy duyên và còn tuổi rồi ông danh đó là người cứ cứ nói không tới mà cũng để người ta nữa cứ cứ đừng tính tiền gì lắm lấy được cái đường để cho bà ngồi bà ngồi đánh đi mình bà đánh cũng để từ cái tật vô cùng danh tự huyết hồ này kia nọ cũng điên não đó nói rồi em thì làm sao được đây thì bà dường cho bố thí nhẹ vàng lấy ra cách thức vậy là nên cho ăn cái đàn đó bà xin chúng tôi chưa cái gì mình có luyện tại giờ đang tham truyền kinh giảng pháp luật từ lời ra tánh thống tự lòng mình ha để mà ông cho được tập thứ hai cho tất cả các lời thế nhân là dặn dạy cũng như ra hết á tự về cái lời tại đi nghe tôi nói hết á người nào mà đánh năm tuổi mình người ta tìm hiểu cái giờ hay đánh rồi đừng giữ về rồi ha biết khắc tại được ngộ ông nó làm như lưỡi lắm mà thấy tự quá tội được không à còn chạy rồi la dữ vậy cảnh tấn tự hát đi đưa phải lên đồ mệt quá từ từ mình ngồi từ đi về thầy cho khổ đi chơi chứ thì cái lời tội nghe không để nó thành chữ lắm cái chữ mình nhận nè tao nói lấy mình nói nhỏ nè tao dài được nè là cái nào cái tâm nè không à người nào mà có tật vàng chứ bởi vì tôi người tốt á thì làm ngập cái đó chứ đâu có bởi như là vàng thành bạc nhé nhưng mà tôi nói đi nói lại mà tôi được cái đèn tôi có làm xin nghe hàng ngày gì hôm nay nếu mình tôi có không tưởng làm sao với một tỷ thôi là cái lá tham lam hay là tỷ tiền mất tỷ thì cái nào đó sao có tầm tải đó tôi nói mà ở có mà được chứ được chồng hồng anh đó như xanh đến đời lão đồng bắt thề liên thông đồng cao về tế độ giải hòa lăng tiền cao về trong đây phải là lên là đường chẳng tắt tay tay lên mất khi mới tạo dòng lên với chất đau có tàu tài vật đức ông tại chúng tôi có đang tế bắt phá rừng có thiên lệ đại cho ông tự ai người báo địa cảnh vật lá trồng tỉa canh tâm chẳng mà tế cho kẻ bèo lành nghe cậu rằng xin âm vườn diệu đêm thanh tịnh cũng lấy giờ này để được dặn già ngò chúc tư về bình an chúc mọi người tưởng tỷ đến đạt làm việc thể dù có ao cũng dừng cậu xin cái nói tất cả các bạn đạo được cái điều cậu đúng không bây giờ cậu sẽ đặt ra một bài thức tỉnh để tất cả các cậu ta biết rằng mình thức tỉnh làm gì về thôi cậu ta nói tất cả những học tế đang có
Thank you.
bao châu mặc dù ta lo đến học rất đông ngày nay mà đến muộn thì chỉ nên ít đừng có buồn mua mau nào bất cứ nào vừa cho cậu lo tăng cho bệnh còn đừng có buồn để là quả quân con bàn đã thêm cảnh ra chưa có bất cứ tôi tắt lừa mà có gạo cho bệnh tay lời mặt cảnh ra đầu tay tắt tăng tăng con mùa mà nam á giết cho chúa lòng bệnh ra cảnh ra đầu con ma tắt tăng tà đầu đâu ấp lập cho nên nhà cho bao cháu cho bệnh đầy đừng trả câu máu đừng lại lớn tiếng mà đừng tay cho ổn ma đầy cảnh ra đầu ta đang đang chàng lắng tâm mà che giữa cái tắc hàng mà cho thân cho bệnh ra đầy mà hoa biết lệ đánh chẳng lẽ mà tẩu giảng cho bạc trình thứ hai nếu ra ấy tẩu những giờ tiền mê bạc có lê bò tư mông cho bùa đài cậu lại cho vân tinh dài tan thì có mà chúng nghe tin ít ta hiền thì ai thay thay nó ấp tẩu thuyền thấy rồi đầu đoạn bốn ba hiền rồi làm ta chứ cậu đi tu hết dòng dài quá nam quá nữ người nào tìm đâu tẩu đi nó mỗi năm trăng thể dân mà đâu nghe chức cho tình cao bằng thế giờ chế tạo cho tư dân tám triệu mà giết địch cho chứ có căn phòng cầu tặng về cho bạch đáo bảo ông tặng về bằng tử cho cầm bên tâm thần chưa buồn ta nói năng liên tình mà tới dám có bằng ai đâu chứ tự thành mà thấy nghĩ cho tâu đang đặt mình áo cậu đâu có hầu áo lên đất bắt mất hồn nói cho năm thiết chúng tồn mà là ai thấy chưa con gái mà tự mà tưởng cho con tâu lắc tài mà chi vậy mà hồn bay mất rồi ô mặc quần áo lên thân tay đây mà bắt cuốn chứ đứng đầu cho anh nói cho đạo tử cho tại quán đi mà lo chắn cho thánh lo hiền nghe lại ta lẫy rồi cô bác chứ đứng ra mà đậu đi chứ khốn khổ chứ ngày mà chứ lắm nó đông đường tài bán chuyển diễn nó dân ba ngày áo trả ăn đông chứ đậu về thấy ra rằng ma quỷ đứa ra về tưởng cho bà ma họ vui tư nhạc cậu đi tất cả đại nay thấy vô mà nhớ vậy chứ cậu nào đến ma đồng thấy chưa mất dân mất ra rồi ba ngày mà cậu ở chứ bảo ma đồng chẳng nghe cây quỷ ra ma mắt lão cháu mày làm chi như vậy đừng đào chứ một ba môn tìm là cách đón chứ kỳ hồn lấy ra mà cậu thấy dọc dòn tinh tê rồi buồn lập bán đời ta nói sao mà bước diệt cho nó là ta nước ta hồng đi giờ thật lại cho về rồi ta biết mà ta biết tâm thần nào đâu tiếng gì tất tắn tân bao điện cha đời tất cho có ai biết cho vào điện cha người thẳng cho gọi mấy người tư mà đầu o cổ cho người đài cho tư tăng tiếng tình tất ta nhục khổ bao ta điên mà ta biết cho Phật đề đà tỉnh danh cho điên về biết được đầu tâm biết tâm đầu bất biết dòng đại linh cháu đi biết bớt ôi tì tài 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 tế tài đi cúng nguồn cho điên này biết tế biết tiền biết dân bà ban việc tình từ ra đi đưa ra mày nói chuyện lâm dây nói kinh nói trở nói thì đảo có cậu điên tâm trở cậu rồi thành đô mà quê ở nơi tại thế chứ dập ba đường nghe gì mặt ta lại buồn hư thấy nghề mà lâm quỷ tại cậu buồn thì dài mà thế gian cho ta đèn dạy thăm cho đương người chẳng có đánh tâm thấy đánh mà đầu loạn mà toàn tâm đánh hồn chế vừa hóa chẳng mang ngang toàn lọ mà chế cháu chứ bà đang điên cùng cùng này ở bệnh tử tình cùng cha mà cùng mẹ từ ngày cùng cái đó thôi tình đứng không chức không ngôi không giới không mơ đầu mà tâm mơ bán chứ cũng không không chừa anh tự chứ lông bông chẳng ăn mà gấp ấy lọc trăm mười đường cây điểm vừa nổi chứ đoạn tiền nói cho bà bả tâm cho có tiền đăng tin ra đầu đáng đất mẹ lần tao tính lại tao ni là thầy thôi chứ nước đã chứ tập tràn nói
Nhưng mà cái mạng cậu chưa hoàn thành,
yêu cầu cái ổng dẫn người dân tộc nước Việt Nam để tiến thiện chân tu, để sáng rãi rất hạt giống lòng. Thôi tôi kính mong đạo tử được dòng từ ân nhiên và các thức lượng của riêng của gia đình và tổ tiên hồng đến hết trên đất Phật tử nha. Và từ đây sắp tới trong tháng 7 cao cầu nguyện anh trong gia hộ và đầu tiên cho Phật tử đại đại hữu đại tá cho gia đình Phật tử đã cầu xin để nguyện tất cả những sư tinh tịnh độ đó và được gặp nhiều đức tự may mắn. Chứ từ sau năm mười cái đó nó còn nói rõ nha, nhiều hữu chắc may lắm đó. Người Phật tử nào biết đạo hiếu được lo là người nào không đứng cái đấy khổ sợ lắm. Chứ con trong gia đình anh đứng ra ha, cất tròn khóc cất ba tả nguyệt đăng cho cái thái bộ đi cho mình đó. Cái này người con biết có từ ngày biết không có tàu làm cho gia đình anh cứ con tê hát cho ai phá bộ không có ốc thần nghề con tử nghề á mà con có bó bó con tặng cái chai nào đó hả mà nói cắt cổ nữa thì biểu nhập vào nhà con trở lại tập nhập vào nhà cho anh rồi năng cứ nghề từ từ nên tập tâm với con một tấm thanh trang mát mẻ đề đề tâm tâm tận đó thấy người thừa có công phu phóng ra chạy ngồi tàn tả đi bán tăng tinh giả buộc hoa hoa là phải cắt cổ ở nhà rồi đó đấy ha. Cái người ta tốt quá rồi, từ đấy mà cách đến rồi ra kiếm. Nhà ta xuất thanh nghĩ mị ta về nhà gặp dự hay dự đầy chết khóc rồi. Đó là đàn tay vậy không? Là cỡ đi. Đó là mùa hè nắng bát xuống đó để ở bao đến quá hay cho hơn. Ở trần thấy nó còn quá lại ngon. Còn mấy người ta cũng tăng đây á, mạnh hết được nhiều, không có đâu đâu ăn hoài nó hết. Vậy đó, đó là do con biết thì là như đi của Phật tử đó. Mà để ngay hàng tên sư Phật nhiều á, thì ta đây được. À, nghe là chạy đi, quả mà con lấy quả như vậy là tại nó đi, chứ không có ta đâu. Tôi tự tin đức đức hiền trời cho các bạn quán tin tấn hiền lành ha để về ngày mai gặp trời ngày nay tôi đứng trước mặt tôi đâu có thấy tôi không có ông gì đâu cái tên là cầu tạm mượn á mà ngày mai tôi cũng mất bại nhưng mà cầu tạm thôi vì thất thanh tôi cũng hiền trời hồn linh cầu nguyện ta dần phải đi chứ cậu đâu có tiếng phật kia cậu thấy không mày tiếng là phật này thấy không à bây giờ tôi cậu cứ đứng tại thầy luôn mà là cậu đi về sớm nha tôi hiền á để mất các cái tiền à rồi đây tôi đó một câu hỏi à cái nhìn nhận cái đám ăn tôi cái người chết rồi còn được ăn à thải ra cho hút cho thải ra là chết rồi đó cái đường ngắn là mai mốt thì tên tội đừng có hưởng cái này đấy cái hưởng cái nào tên nhớ tôi hưởng quá cởi cởi à mai đi cởi cởi cái ba cởi cởi đó đời cởi cởi mà thấy chữ chứ trời vô diễn ra hè để đi rồi tàu đến nhớ về đài là tiền áo bọc cái tầm lá trời tôi biết đây cái đặc tính tại đây, tôi mong cả đại đức nhân cả đời thấu hiểu cái thiện thân cái ra đời.
hữu đi ốc bất trần dìa mấy xe mà dòng lắm cái kia kìa tâm tâm tôi đi có cải quý bà cải đời mất ta chứ cho đậm bà từ đâu cái tự đi kể cải chứ đâu đâu chẳng còn mà đâu kể cho đừng già nữa mình có đừng có đơn chân ngày đâu mà tôi đã bắt bà cho anh cái tự đi bởi tự để anh mà về nghe tổ quản cái công nhân tại đường nhớ cảnh tiên đừng có nhớ nhắm cái cửa ai tiền to ta nhớ con nhớ vợ nhớ về làm sao mà điện bảo cho ta đắc thành tôi đi cái đường dẫn cái định dùng tiền con mà đừng trả cái đáng lần thì thôi nếu đời tao chứ tôi ngồi nghe tin nghe dán cái đất rồi chứ mong cái nghe rồi ta lại cái bất tin về đi mà nói cửa tôi tin hỏi thì nói rằng tao chẳng phải tin dần dần tăng đi đó đi ai còn mong đại tiểu nha đại ba